Xác định xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương là hướng đi bền vững, đóng vai trò quan trọng. Sản phẩm gạo tẻ Già Dui xã Thèm Vàng đã và đang dần trở thành thương hiệu được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến. Do đó, xã Thèm Vàng đang duy trì phát triển giống lúa này trở thành sản phẩm thương hiệu của xã, từ đó góp phần tăng thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Xín Mần đang được khôi phục và ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội. Việc xây dựng và giữ vững thương hiệu cho sản phẩm sẽ là đòn bẩy để mở rộng sản xuất, đảm bảo sự bình đẳng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm đã và đang được các cấp các ngành quan tâm đầu tư, trong đó có sản phẩm gạo tẻ Già Dui xã Thèm Vàng. Bên cạnh những sản phẩm như chè chế là, rượu Quảng Nguyên hay mật ong thảo quả nấm dần, thì gạo Già Dui Thèm Vàng là một trong những sản phẩm đặc sản với chất lượng thơm ngon được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến. Lúa Già Dui được trồng chủ yếu ở xã Thèm Vàng có chất lượng gạo ngon nhất. Lúa Già Dui có xuất xứ là nguồn giống địa phương được bà con Xín Mần giữ gìn và lưu truyền. Qua đó khẳng định chất lượng nổi trội của gạo Già Dui, một đặc sản địa phương của huyện Xín Mần. Hiện nay gạo Già Dui ở Xín Mần tuy đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài huyện với mức giá trung bình 20 đến 25.000 đồng trên 1 kg, người dân sản xuất đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Với sự vào cuộc của các cấp các ngành thì việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm gạo Già Dui là một vấn đề cần thiết và là hướng đi đúng. Khi xây dựng được thương hiệu sẽ tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sẽ thuận lợi hơn. Đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu sẽ không phải qua các khâu trung gian hay dùng thương hiệu của đối tác, từ đó tăng giá trị và doanh thu cho sản phẩm. Các địa phương cũng cần phải đổi mới sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, vừa bảo vệ được môi trường phát triển sản phẩm một cách bền vững và hiệu quả.